Thanh Gươm Diệt Quỷ Chuyến Tàu Vô Tận đã đứng vị trí số 1 về anime phim trên toàn thế giới, vượt qua Spirited Away. Kimetsu no Yaiba Season 2 sẽ ra mắt vào năm 2021. Trên website chính thức cho anime TV Cô Rồng Hầu Gái của Kobayashi đã hé lộ promo video. Toho Animation đã công bố promo video thứ 3 cho phần 5 của Học viện Siêu Anh Hùng. Chào mừng các bạn đã đến với Anime News. Chúng ta vừa điểm qua các tin chính của ngày hôm nay. Bên cạnh đó sẽ là các tin vắn đáng chú ý. Và mình là Huy Bu của Anime News. Chúng ta hãy cùng đến với những tin tức đầu tiên. Thanh Gươm Diệt Quỷ Chuyến Tàu Vô Tận đã đứng vị trí số 1 về anime phim trên toàn thế giới, vượt qua Spirited Away. Movie Chuyến Tàu Vô Tận vừa công bố đã bán được 27,45 triệu vé và thu được tổng cộng hơn 37 tỷ yên chỉ trong riêng thị trường Nhật Bản. Bộ phim cũng được xếp hạng thứ 3 tại Hàn Quốc và kiếm được hơn 6,5 triệu đô. Và tính đến ngày 14 tháng 2, Thanh Gươm Diệt Quỷ đã thu về 399,18 triệu đô la, vượt qua Spirited Away của tác giả Hayao Miyazaki đang ở mốc 383,397 triệu đô, qua đó trở thành tác phẩm anime movie Nhật Bản có thu nhập cao nhất mọi thời đại trên toàn thế giới. Kimetsu no Yaiba Season 2 sẽ ra mắt vào năm 2021. Mới đây, Studio Ufotable đã đăng tải thông tin xác nhận rằng Kimetsu no Yaiba sẽ có phần 2. Dự kiến anime sẽ lên sóng trong năm 2021. Những hình ảnh đầu tiên cũng được hé lộ. Theo đó, Kimetsu no Yaiba Season 2 sẽ có nội dung về Arch Phố Đèn Đỏ. Dù chưa rõ anime kéo dài bao nhiêu tập, nhưng khả năng cao phần truyện còn lại cũng sẽ được chuyển thể trong phần 2 này. Hiện tại, các thông tin khác của Kimetsu no Yaiba Season 2 vẫn đang được giữ kín. Ta chỉ được biết rằng Ufotable sẽ vẫn là studio thực hiện phim và Netflix sẽ phát hành siêu phẩm này. Toho Animation đã công bố promo video thứ 3 cho phần 5 của Học viện Siêu Anh Hùng vào thứ 7 vừa rồi. Video đồng thời cũng hé lộ bài hát mở đầu và bài hát kết thúc cho anime. Học viện Siêu Anh Hùng phần 5 sẽ được khởi chiếu vào ngày 27 tháng 3 năm 2021. Trên website chính thức cho anime TV Cô Rồng Hầu Gái của Kobayashi đã hé lộ promo video cùng với dàn staff và cast chính thức cho phần 2 với tựa Super Scream Second Life Start. Anime dự kiến lên sóng vào tháng 7 năm 2021. Chúng ta vừa điểm qua các tin chính trong tuần và sau đây sẽ là các tin vắn đáng chú ý. Trên website chính thức cho anime Eden Zero của tác giả Hiro Mashima vừa công bố trailer chính thức và bài hát mở đầu cho anime. Kadokawa thông báo vào thứ hai vừa rồi rằng Light Novel Lide no Daichi ni Te sẽ được chuyển thể sang anime và cũng không có thêm thông tin chi tiết từ studio về ngày ra mắt. Trên trang Twitter chính thức của manga The Girl from the Other Side thông báo rằng manga sẽ kết thúc chính thức vào ngày 5 tháng 3. Cùng với đó là manga Our Last Crisis or The Ray of a New World của tác giả Kei Sazane sẽ kết thúc trong tháng 3 năm nay. Light Novel Bokutachi no Remake của tác giả Nachio Kyo cũng sẽ được chuyển thể sang anime và lên sóng trong năm 2021. Trong tập thứ 3 của manga chuyển thể từ anime Bungo Stray Dog Dead Apple của tác giả Ganji đã tiết lộ vào ngày 4 tháng 3 rằng manga sẽ kết thúc ở tập tiếp theo. Ganji ra mắt bộ truyện tranh trên trang web Young Ace Up vào tháng 3 năm 2018. Bộ truyện bị gián đoạn vào tháng 5 năm 2020 nhưng đã trở lại vào tháng 8. Và thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin ngày hôm nay của bọn mình. Các bạn hãy like, share và subscribe để không bỏ lỡ những bản tin sắp tới của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.